chỗ đầy rồi. Ra đấy nhỉ? Đấy. Có chỗ là lật lại đi. Lật úp có. Không, thì có cái mâm mà để đây này. Mẹ ơi, lấy cái mâm đây mẹ ơi, lấy cái mâm nhanh cẩn thận. Cái mâm ta để đặt xuống cạo. Anh cứ dìm nước đi cho nó nóng. Cái này chưa hết. Tí mình chặt ra cái 6 lăn à? Cái kia 6 lăn.